Xin chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Diễn giả Phan Đăng. Thưa quý vị, trong video clip ngày hôm nay thì tôi muốn nói một chút thôi, mang tính chất gợi mở và dễ hiểu nhất về khái niệm em bé tổn thương. Quý vị hoặc là đã đối diện, hoặc là đã nghe đâu đó về cái khái niệm là có một em bé tổn thương ở bên trong mình hoặc bên trong những cái người bị tổn thương nào đó. Thì có nhiều cách để mà cắt nghĩa em bé tổn thương. Trong đó có một cách cắt nghĩa đơn giản nhất. Đó là khi mà còn là một em nhỏ ở trong tuổi ấu thơ đó, chúng ta có thể đã bị một tổn thương nào đó. Nó có thể là một tổn thương rất là rõ rệt, đến từ một cú sốc lớn, đến từ một chấn động lớn. Ví dụ như một người thân của chúng ta gặp một sự kiện đau buồn nào đó. Một người bạn thời ấu thơ của chúng ta không may qua đời. Hoặc là những cái dư chấn rất là khủng khiếp đến từ việc mà bố mẹ chúng ta mâu thuẫn nhau, tranh cãi nhau, thậm chí đánh đập nhau và cuối cùng có thể ly hôn với nhau. Tất cả những cái chấn động đó, nó tạo ra những cái đòn choáng váng ở trong tuổi thơ của chúng ta. Và sau này chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, chúng ta đi làm, chúng ta sinh sống, chúng ta quan hệ và tương tác xã hội, thì những cái tổn thương ấu thơ đó nó vẫn cứ tồn tại thăm thẳm ở trong ta, và nó trở thành một em bé tổn thương ở trong ta. Khi gặp một cái điều kiện nào đó, một cái hoàn cảnh nào đó mà em bé tổn thương nó trồi lên, nó sống dậy, thì có thể lúc đó trong ta có những cái khủng hoảng tâm lý rất là ghê gớm. Nhưng mà còn một cái dạng thứ hai nữa, đó là có thể tuổi ấu thơ của ta đó, ta cũng không bị những cái khủng hoảng, những cái chấn động lớn, ví dụ như là mâu thuẫn bạn bè, bị bạo lực học đường, bị bạo hành, bị lạm dụng tình dục, bị một người bạn thân qua đời. Ta không gặp những cái chấn động như thế, mà ta lại gặp những cái va chạm nho nhỏ, ví dụ như là những cái ẩn ức nho nhỏ về một cái lời trách móng mắng nào đó của thầy cô, của bố mẹ. Ví dụ đôi khi thầy cô dạy ta mà thấy ta kém quá, tất nhiên là kém theo góc nhìn của thầy cô, còn trong góc nhìn của tôi thì không có đứa nhỏ nào kém cả. Thì thầy cô đôi khi mắng ta: con học kém quá, con rốt nát quá, rồi con sẽ chẳng làm được cái gì trong cuộc đời này đâu. Thì có những thầy cô đôi khi buông những cái lời nhận xét mà có thể là trong tâm mình là các thầy cô cũng không có ý đồ gì đâu, chỉ vì dạy mãi mà ta không hiểu một bài tập thì ức chế nên mắng như vậy. Hay là kể cả bố mẹ ta, đôi khi nói mãi mà ta không hiểu trong quá trình giảng dạy cho ta một điều gì đó, thì bố mẹ cũng hơi bức xúc: mày làm được cái gì cho đời? Mày thì làm được cái gì? Rồi có những cái câu nhiếc mắng nào đó: mày đừng tham gia vào công việc của tao, mày đừng chấm phõ vào công chuyện của tao. Thì tất cả những cái câu nói vô tình như vậy, nhưng mà nó lặp đi lặp lại từ những người lớn, những người hơn tuổi ở trường hoặc ở nhà, thì nó tích tụ lại dần dần, nó cũng tạo thành những vết xước lòng. Những người mà có một cái gen, một cái ADN, một cái cơ địa mà mạnh mẽ, vốn có thì đỡ. Nhưng có những người mà cái cơ địa, cái gen, cái ADN đó, nó cũng
không được mạnh mẽ lắm. Thì từ những cái câu nói nhỏ nhỏ như vậy thôi, nó cũng tạo thành những tích tụ để hình thành một em bé tổn thương ở trong lòng người đó. Và khi lớn lên, lúc nào mà em bé tổn thương đó nó lại trỗi dậy, thì lại tạo ra những các cái rối loạn về tâm lý, hoặc là hoảng loạn, hoặc là lo âu, hoặc là ám sợ chuyên biệt. Ám sợ chuyên biệt tức là cứ nhắc đến một cái yếu tố gì đó là sợ. Ví dụ có những người là cứ nhắc đến trẻ em là sợ. Đang đi chơi vui vẻ với nhau mà kể chuyện về một đứa trẻ là tự nhiên cái nỗi sợ trong lòng người đó trồi lên. Là bởi vì khi còn là một trẻ em thì người đó đã bị những ám ảnh, những tổn thương. Cho nên là cứ nhắc đến trẻ em là cái tổn thương đó nó sống dậy. Là em bé tổn thương trong mình nó sống dậy. Thế thì tôi thấy là cả tâm lý học phương Tây lẫn phương Đông đó đều có nhiều cách để giúp chúng ta trị liệu cái em bé tổn thương này. Thì quý vị có thể tham khảo trong rất nhiều những cuốn sách viết về em bé tổn thương. Thì theo cách nào cũng được. Nhưng cái tinh thần của cả Đông lẫn Tây đó, thì đầu tiên đều phải là bạn hãy thừa nhận trong bạn có một em bé tổn thương. Bạn có hiểu chính bạn không? Bạn có dũng cảm để mà nhìn vào sâu thẳm bên trong của bạn không? Nếu như bạn hiểu chính bạn, bạn dũng cảm nhìn vào sâu thẳm em bé tổn thương bên trong mình, mở ngoặc nếu nó có, đóng ngoặc, thì cái sự thừa nhận đó, đó là bước một rất quan trọng của quá trình chữa lành. Mà thật ra thì thời thơ ấu của chúng ta cơ bản là chúng ta mong manh, chúng ta thiếu bản lĩnh, thiếu nội lực. Đương nhiên rồi. Cho nên là chúng ta dễ bị chấn động và dễ bị ám ảnh. Cho nên là có nhiều người có em bé tổn thương nhưng không biết là mình có em bé tổn thương. Thành ra không giải mã được những cái cơn khủng hoảng, những cái lo âu, những cái ám sợ chuyên biệt, thậm chí là những trầm cảm nào đó của mình sau này khi mà mình đã trưởng thành rồi. Thành thử ra là quay vào bên trong, giải mã chính mình và trả lời xem là có em bé tổn thương bên trong tôi không? Nếu có thì thừa nhận trung thực là có. Và bước thứ hai đó là phải chăm sóc cái em bé tổn thương đó. Cho đến trước cái khoảnh khắc mà chúng ta truy về bên trong chúng ta để khám phá ra một em bé tổn thương nếu có ở trong ta, thì chúng ta để hoang cái em bé đó. Chúng ta để em bé đó như cây dại cỏ dại, không chăm bẵm gì cả, không cho ăn uống gì cả, không nuôi nấng gì cả. Thành thử ra em bé đó lớn lên một cách rất là bản năng. Và em bé đó cựa quậy, em bé đó quẫy đạp, em bé đó chùi sụt rất bản năng, tạo ra những cái chấn động tinh thần mà không thể hiểu nổi trong ta. Nhưng bây giờ ta nhận diện được rồi, ta hãy nói chuyện với em bé tổn thương ở trong ta. Lý tưởng nhất là hãy đặt cho em bé đó một cái tên. Tôi có một em bé tổn thương ở trong tôi. Và tôi đặt cho em bé đó một cái tên là Đăng Phẩy. Tôi tên là Đăng. Tôi đặt cho em bé đó cái tên là Đăng Phẩy. Và giai đoạn đầu khi mà mới chính thức thừa nhận em bé đó, đó là mỗi ngày tôi đều trò chuyện với em bé đó 10 phút. Có hai cách để trò chuyện. Cách thứ nhất là tôi viết thư. Cái giai đoạn đầu là tôi viết thư. Tôi viết cho em bé đó một bức thư mỗi ngày để mà nói chuyện với em bé đó. Em bé đó hiện lên với một gương mặt như thế nào thì tôi thừa nhận trung thực và nói chuyện với em bé đó. Giai đoạn sau đó thì tôi không viết thư nữa. Tôi lại chuyển sang là đi vào em bé tổn thương bằng hơi thở. Hơi thiền một chút. Hít vào, tôi thấy em bé tổn thương đang phẩy
ở trong lòng tôi. Thở ra, tôi thấy em bé tổn thương đang phẩy ở trong lòng tôi. Hít vào, tôi xoa lên đầu em. Thở ra, tôi xoa lên người em. Hít vào, tôi cầm tay em. Thở ra, tôi cầm tay em. Tức là em bé đó là một thực thể ở trong tôi. Với mỗi một cái hít vào, một cái thở ra, tôi làm một hành động hoặc là xoa đầu, xoa người, cầm tay để mà tôi giao tiếp với em bé đó. Tôi đối thoại với em bé đó. Tôi nói chuyện với em bé đó. Và cuối cùng hít vào, tôi cười với em. Thở ra, tôi ôm ấp em như ôm ấp đứa con của mình đây. Viết thư cũng được, hít vào thở ra như vậy cũng được. Mà chẳng viết thư, chẳng hít vào thở ra, mà ta tự phân thân của ta cũng được. Ví dụ, đầu tiên ta ngồi ở một chỗ A, ta để một vật thể đối diện với chỗ A, tôi tạm gọi là chỗ B. Bạn để vật thể gì cũng được, một cái ghế cũng được, một cái bàn cũng được, một cái cây cũng được. Thì tôi hay dùng hình ảnh một cái cây, và tôi hay giúp nhiều người bằng một cái cây nho nhỏ ở trên bàn. Thì em bé tổn thương sẽ hóa thân vào cái cây đó, và tôi sẽ nói chuyện với em bé tổn thương. Từ chỗ A, tôi nói chuyện với em bé tổn thương ở cái cây đó. Sau đó tôi lại chuyển cái cây từ chỗ B về chỗ A, tức là hoán đổi vị trí cho nhau. Và lúc này thì không phải tôi nói nữa, mà là tôi nhập vào em bé tổn thương để nói. Nói ra tất cả những ẩn ức thời ấu thơ, nói ra tất cả những ám ảnh thời ấu thơ, nói ra tất cả những dồn nén thời ấu thơ. Mà hàng ngày tôi dìm nó đi, tôi chạy trốn khỏi nó, tôi không nói. Thì bây giờ tôi nhập vào em bé tổn thương để tôi nói. Em bé tổn thương nói xong, tôi lại hoán đổi vị trí, tôi lại trở về tôi nhìn cái cây, tức là nhìn em bé tổn thương hóa vào cây. Và tôi lại vuốt ve em, tôi lại trò chuyện với em, lại tâm sự với em, lại thủ thỉ âm thầm với em. Chính bằng những cái cách như thế, thừa nhận em bé tổn thương, nói chuyện với em bé tổn thương mỗi ngày, đã giúp cho cái em bé tổn thương trong tôi được nuôi nấng, được chăm sóc. Và rồi một ngày tôi dắt em bé tổn thương đó đi chơi. Và có một cái điều thứ ba rất quan trọng, là ngoài cái chuyện là nói chuyện định kỳ với em bé tổn thương để đi thẳng vào những ẩn ức, những đau khổ, những ám ảnh của một thời ấu thơ đó, thì chúng ta cũng phải thư giãn với em bé tổn thương. Ví dụ khi tôi đang ngồi đây, hai chân tôi đang để xuống nước và nước rất là mát lạnh, thì tôi cũng sẽ nói với em bé tổn thương là: này em ơi, tôi đang đưa em ngồi bên một bể bơi đấy, và cái dòng nước mát lành của bể bơi này đang làm cho tôi thấy rất là thư giãn. Em hãy cùng thư giãn với tôi. Rồi khi tôi leo lên trên cái ngọn đồi kia, tôi cũng mời em leo đồi, leo núi cùng tôi. Khi tôi ngắm một buổi chiều, trong một hoàng hôn buông xuống, tôi cũng mời em tận hưởng một buổi chiều với hoàng hôn buông xuống. Ở đây, bây giờ, đang hiện hữu. Để em vui cùng niềm vui của tôi, em rung cảm cùng cái nhịp sóng rung cảm trong tâm hồn của tôi, và em cùng tận hưởng giống như tôi đang tận hưởng đây. Nếu như quý vị quay vào bên trong, thừa nhận trung thực, quan sát trung thực, rồi nói chuyện trung thực, rồi ôm ấp bằng tình thương yêu của quý vị, rồi dắt em bé đó đi chơi, với tất cả những rung động hạnh phúc của ta hôm nay, thì cái em bé tổn thương ở bên trong quý vị sẽ được chữa lành dần dần, dần dần,
dần dần. Ở thời gian đầu, nếu quý vị không thể tự làm, quý vị có thể tìm đến một nhà trị liệu nào đó để giúp quý vị thực hiện quá trình này. Mà nếu có một nhà trị liệu tốt, quý vị có thể thực hiện cái hành trình này rất là dễ dàng. Thậm chí quý vị chưa đủ tự tin để cầm bút viết cho em bé đó một bức thư, nhà trị liệu có thể đọc giúp quý vị những dòng thư đầu tiên để quý vị làm. Nhưng mà đấy nó cũng chỉ là giai đoạn bắt đầu thôi. 3 buổi, 5 buổi, 10 buổi. Còn sau đó quý vị có phương pháp rồi, quý vị có thể ứng dụng. Thế còn tôi thì hy vọng là qua cái video clip này đó, quý vị có thể tự áp dụng với mình để mà chữa lành em bé tổn thương trong lòng quý vị. Nếu quý vị quay vào mình và nhận ra em bé đó, xin kính chúc quý vị thân tâm an lạc và sớm trị liệu được em bé tổn thương ở trong mình. Xin chào và hẹn gặp trở lại vào những video clip tới đây trên kênh YouTube Diễn giả Phan Đăng.